Như vậy, những ngụy biện mà những người phục hưng tinh thần Thiên Chúa giáo của ông Ngô Đình Diệm cho rằng Đại sư Trí Quang đó nỗ lực lật đổ chính quyền đó là không có bằng chứng. Cho rằng Đại sư Trí Quang chống Thiên Chúa giáo lại càng phi lý. Suốt mấy tháng pháp nạn đó, Phật giáo chúng ta là nạn nhân. Chúng ta chỉ chống những bất công, chứ không chống chính thể và không chống tôn giáo. Cái khái niệm còn cái ấy đó, có thể hiểu đó là công bằng, bình đẳng, dân chủ và quyền con người trên mảnh đất miền Nam Việt Nam với ý thức hệ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Mà luật pháp lúc bấy giờ là tôn trọng những điều này. Thì Đại sư Trí Quang đã nỗ lực làm các công việc đó thôi. Còn mục đích của Ngài cũng không phải muốn biến Phật giáo trở thành quốc giáo để thay thế vai trò của Thiên Chúa giáo tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Ngài không có cái ý đồ đó, cũng không có cái chủ trương đó, chính sách đó, mà chỉ làm thế nào để cho Phật giáo thoát khỏi pháp nạn do sự đàn áp của Thiên Chúa giáo, gia đình trị Ngô Đình Diệm, thế thôi. Cái công việc đơn thuần nằm ở chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng có là nhập nhằng, là cấm rôm này và cầm bà kia để mà quy kết những điều mà Ngài không làm cho Ngài. Đó là chuyện không phù hợp. Quỷ biện 3. Những người theo tinh thần của Ngô Đình Diệm cho rằng đó là thái độ của Đại sư Trí Quang vào năm 1966, đó là vận động đem bàn thờ xuống đường 100 ngày với sự thực thực của Ngài là để góp phần lật đổ chính quyền. Đang khi sau năm 1975, họ cho rằng đó Ngài không hề lên một tiếng nào, Ngài im lặng hoàn toàn. Có lẽ là Ngài bị khuất phục trước cường quyền, hay là Ngài đang thinh lặng để ăn năn. Đó là những cái lời quỷ biện của những người đó phục hưng tinh thần đó là Ngô Đình Diệm. Chúng ta thấy rất là tinh vi và khéo léo để hòng làm mất đi hết toàn bộ ý nghĩa của việc tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, cũng như là sự lãnh đạo tà tình của Bồ Tát Đại sư Trí Quang. Theo tôi đó, Đại sư Trí Quang đó là một vị đại anh hùng dân tộc, cứu quy cho Phật giáo Việt Nam, cứu quy cho miền Nam. Đại sư Trí Quang không hề phạm tội theo luật pháp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Đại sư Trí Quang không hề phạm lỗi theo luật Phật. Cho nên Đại sư Trí Quang không có gì phải đi ăn năn với ai, phải thống hối với ai, mà phải giữ yên lặng. Yên lặng hay nói, đó là cái quyền tự do của mỗi người. Đức Phật dạy tất cả tu sĩ chúng tôi và các Phật tử đó, hãy nói năng như chánh pháp, tức là truyền sự thật. Mà sự thật theo Đức Phật đó là bất hư. Rồi Đức Phật dạy chúng tôi đó, hãy im lặng như thiền định, hay gọi là im lặng như bậc thánh, cứ là không để cho cơn giận dữ, hận thù, oan trái đó chi phối cái dòng cảm xúc của mình, mà phải giữ yên lặng như là đang lúc tu thiền. Tu thiền thì chúng ta làm chủ được thân, làm chủ được cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm, vượt lên trên các giới hạn là chủ thể và cách thể, ta và người, bạn và thù, các ý thức hệ chính trị. Và Đại sư Trí Quang đã chọn giải pháp yên lặng như thiền định và yên lặng như bậc thánh từ sau năm 1975. Đó là cái quyền lựa chọn tự do của mỗi người, luật pháp khắp thế giới tôn trọng. Và tôi kêu gọi những người theo tinh thần Ngô Đình Diệm cũng phải tôn trọng cái quyền lựa chọn của Đại sư Trí Quang. Đó là cái quyền thiêng liêng. Chúng ta không thể lấy cái quyền là thích nói của mình, thích phê bình, thích chỉ trích, thậm chí là thích vu cáo, thích xuyên tạc, để tấn công và phê phán Đại sư Trí Quang tại sao không nói sau năm 75. Hơn nữa, Đại sư Trí Quang là một con người đại hùng, chưa bao giờ chịu khuất phục trước một cường quyền nào.
gọi là cường quyền ác đạo như là của Ngô Đình Diệm và giáo một Ngô Đình Thục, vốn đẩy Phật giáo vào một cái hoàn cảnh khổ đau cùng cực năm 1963. Đại sư Thích Trúc Hoàng cũng chưa bao giờ khắc phục trước cường quyền của thực dân Pháp cả 100 năm cai trị tại Việt Nam, hay là 9 năm đó là cai trị hà khắc của chính quyền Ngô Đình Diệm từ năm 1954 đến năm 1963. Đại sư Trúc Hoàng cũng chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ một thể chế chính trị nào, bao gồm chính trị đương nhiệm từ năm 1975 cho đến bây giờ. Đó là tinh thần vô úy, không sợ hãi của đại sư Trí Quang, phù hợp với tinh thần bi, trí và dũng Đức Phật đã chủ trương ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh điển Đại Thừa. Và đây cũng là tinh thần chung của Phật, Bồ Tát, A La Hán, các bậc là chân tăng, các bậc đại sư. Bởi vì hành hoạt và sự làm đạo của các đại sư, trong đó có đại sư Trước Quang, vượt lên trên các ý thức hệ chính trị, do nên không bị khuất phục bởi bất cứ một ý thức hệ chính trị nào. Do đó việc mà những người theo tinh thần Ngô Đình Diệm cố tình quỷ biện để cho rằng là đại sư Thích Trúc Quang chọn con đường không phát biểu sau năm 75 đó là ăn năn hay là khuất phục trước cơ quyền đó, là một sai lầm lớn, là một võ đoán và vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận hay không ngôn luận của con người. Hơn nữa đó, chúng ta cũng nên hiểu đó, mỗi người đó đóng một vai trò lịch sử trong một giai đoạn lịch sử, tại một thời điểm lịch sử. Chúng ta không thể bắt buộc đại sư Trí Quang đóng tất cả các vai trò lịch sử trong các giai đoạn lịch sử, tại các thời điểm lịch sử, ở những cái không gian lịch sử khác nhau. Dù có muốn như thế cũng không được. Xin nói một ví dụ, các vị tổng thống của Hoa Kỳ đi, sau khi hết nhiệm kỳ làm tổng thống, nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ đó đã không tham gia chính trị sau đó. Có thể thỉnh thoảng làm tư vấn, làm cố vấn, hoặc là thỉnh thoảng có những cái phát biểu chính trị, nhưng họ không trực tiếp tham gia chính trị, là các nhà chính trị chuyên nghiệp từng là lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, vốn là một cái nền chính trị mạnh nhất thế giới, chi phối cái chính trị của toàn cầu ấy. Thế mà nhiều cựu tổng thống Hoa Kỳ còn là không quan tâm đến sau khi mà họ về hưu. Thì tại sao chúng ta phải đi bắt một nhà sư, ở đây là bậc đại sư Trí Quang, phải đi can thiệp vào các hoạt động chính trị, phải đi làm chính trị, phải phát biểu chính trị, phải có những cái tuyên ngôn về chính trị? Rất là vô lý và không phù hợp. Cái đó là cái dụng ý xấu của những người, người ta không thích đại sư Trí Quang. Người ta bắt buộc một vị chân tu phải đi làm chính trị, mà vốn ngài vượt lên trên các cái hàng chính trị như Đức Phật Thích Ca đã từng. Nói một cái khác, chúng ta không có quyền bắt đại sư Trí Quang phải làm chính trị sau năm 75, phải phát biểu chính trị sau năm 75, phải nói những lời nói chính trị, nội dung chính trị sau năm 75. Cái quyền phát biểu hay yên lặng của đại sư Trí Quang chúng ta phải tôn trọng, vì luật pháp bảo hộ cho cái quyền đó, đó là quyền tự do. Cho nên theo tôi đó, đại sư Trí Quang đó là người dấn thân cho đạo Pháp, là người cứu nguy Phật giáo Việt Nam khỏi pháp nạn năm 1963, là một bậc chân tu, là một bậc đại sư vĩ đại, là một người hết lòng vì đạo, vì đất nước, vì con người Việt Nam, vì Phật giáo Việt Nam. Tờ Times của Mỹ đó đã gọi đại sư Trí Quang là người làm rung chuyển nước Mỹ trong những thập niên năm 1963 cho đến 66. Về bản chất đó, thì cái tinh thần đấu tranh của ngài là bất bạo động, phù hợp với những gì mà Đức Phật Thích Ca đã chủ trương, cũng như là Thánh Gandhi của Ấn Độ đó đã làm. Suốt cả mấy tháng đấu tranh bất bạo động năm 63
chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm, Thiên Nặng Thiên Chúa Giáo, Đàn Áp Phật Giáo, hay là phong trào đưa Phật xuống đường để biểu tình năm 1965, năm 1966, với cái đỉnh cao nhất là 100 ngày tuyệt thực, chỉ còn lại là da bọc xương. Thì Đại sư Trí Quang đó rất là trung thành với quan điểm bất bạo động như trên, không lật đổ chính quyền, không chống Thiên Chúa Giáo. Thì chúng ta phải nhớ điều đó. Hay nói cách khác, để đúc kết về đó là nhân cách của Đại sư Trí Quang đó. Năm 1963 cho đến lúc mà ngài qua đời đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng đó, Đại sư Trí Quang là người nói năng như chánh pháp và yên lặng như bậc thánh. Ngài có được cái quyền cao quý đó, và ngài đã thực hiện cái quyền cao quý đó một cách rất là sống động ở giai đoạn lịch sử cần tiếng nói, cần sự đấu tranh chống lại sự bất công. Thì ngài trở thành ngôi sao sáng, là đạo diễn vĩ đại, là người dẫn đến sự thành công bảo vệ Phật giáo Việt Nam trước pháp nạn của chính quyền Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục. Và sau năm 75, ngài đã chọn con đường yên lặng như bậc thánh, yên lặng trong thiền định, để đầu tư thời gian, tâm huyết, công sức cho việc dịch thuật kinh điển, chú giải kinh điển và hướng dẫn sự tu học cho tăng ni qua các cái trí tuệ đọc học thuật cao cấp của ngài. Và điều này đó chúng ta phải trân trọng, và luật pháp trân trọng, luật pháp tôn trọng về vấn đề đó. Đó là cái quyền tự do ngôn luận hay không ngôn luận của ngài. Còn mọi võ đoán, áp đặt, quỷ biện, gán ghép rằng đó là ngài là tiếp tay cho chính quyền sau năm 75, đó là những cái điều mà những người phục hưng Thiên Chúa Giáo đã cố tình nói sai, nó không đúng sự thật, để làm giảm đi cái giá trị trọng của ngài cho phong trào Phật giáo năm 1963.